Ngay sau khi một đại biểu Quốc hội đề xuất mở khu phố vui chơi đèn xanh đèn đỏ ở các đặc khu kinh tế, một cuộc tranh luận đã nổ ra về việc nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm ở những nơi này. Theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế của các đặc khu kinh tế sắp mở ở Việt Nam, phải cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không có. Theo video trên YouTube của truyền hình Quốc hội Việt Nam, ông Hiển đưa ra đề xuất này trong một buổi thảo luận về luật hành chính kinh tế đặc biệt ngày 11 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhà làm luật sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng vào cuối năm nay về các chính sách ưu đãi đối với những đặc khu kinh tế, dự kiến sẽ không bị ràng buộc vào các luật lệ của địa phương. Nếu được chấp thuận, phố đèn xanh đèn đỏ hay theo cách nói của một chuyên gia văn hóa du lịch là ngành công nghiệp sex và sòng bạc sẽ được hợp pháp hóa tại 3 đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Kinh doanh mại dâm hiện bị cấm theo luật hiện hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động mại dâm đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức núp bóng một số dịch vụ vui chơi giải trí khác. Thực ra ở Việt Nam có những vùng như thế rồi, người ta cũng thả. Ở Đồ Sơn hay là Quất Lâm á, người ta chứng quyền họ cũng lờ đi. Nhưng mà ví dụ lẽ ra người ta cho mở thì có thể là thu thuế, kiểm soát được cái vấn đề bóc lột tình dục. Một cô mà theo như điều tả của báo chí là tiếp một ngày mấy chục người đó, hoặc là có bệnh truyền nhiễm vân vân đó. Tất cả những vấn đề đấy là cũng có thể giải quyết tốt. Một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế công bố vào tháng 9 năm 2016 cho thấy hiện có hơn 100.000 người hành nghề mại dâm ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định cải tạo phục hồi nhân phẩm bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề mại dâm và thay vào đó xử phạt hành chính từ 25 đến 100 đô la. Chính động thái này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không.